Thầy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Món ăn mỗi ngày. Quanh ta có rất là nhiều món ăn như là gà rán, khoai tây chiên, trà sữa. Thầy xin rất là thích uống trà sữa. Vì mỗi khi mình được điểm 10 thì mẹ mình sẽ mua cho một cốc trà sữa. Và nếu mà các bạn thích món ăn nào khác thì hãy bình luận cho mình nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.